Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Kiến trúc phong thủy của Phong thủy Tam Nguyên. Và ngày hôm nay, Tuệ An rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong video lần này với chủ đề các thế sát thường gặp trong phong thủy nhà ở. Phong thủy nhà thì có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, công việc cũng như sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, hiện nay thì có không ít gia chủ khi xây dựng không chú ý nên ngôi nhà đã vô tình rơi vào các thế sát trong phong thủy. Trong video ngày hôm nay thì Tuệ An sẽ bật mí cho các gia chủ về 4 thế sát phong thủy nhà ở thường gặp dẫn đến hao tài mặt vận. Thứ nhất là môn đối môn hay còn gọi là môn xung sát. Phạm vào môn xung sát thì sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình gặp nhiều chuyện thị phi. Rất dễ vì những chuyện nhỏ nhặt mà phát sinh ra tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, mâu thuẫn với cấp trên. Thứ hai là trường hợp đường lớn đâm thẳng vào nhà. Trường hợp này thường xảy ra đối với các căn nhà như ở ngã ba, ngã tư, nhà ở cuối ngõ. Đường đâm vào nhà thì sẽ khiến cho nhà phạm phải xuyên tâm sát này, khiến cho tài vận sa sút. Hơn nữa, những người sống trong nhà rất dễ sinh bệnh tật, sinh ra tai nạn mất máu dẫn đến phải phẫu thuật, cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba là trường hợp vật chắn trước cửa nhà. Khi mà một căn nhà lớn có vật to lớn chắn trước thì chẳng hạn như cây cối này, hố ga, cột điện sẽ khiến cho nhà rơi vào trạng thái phải tiếp nhận những nguồn năng lượng xấu tiến vào bên trong một cách đột ngột, gây ra cái môi trường không tốt cho sức khỏe, tài vận của gia chủ. Cụ thể như sau, như là trường hợp mà cây lớn trước cửa nhà thì xét về quan điểm hình này, thế đất của ngôi nhà thì phần phía trước nhà chủ thể luôn cần quang đãng, phong thủy gọi đây là khu vực minh đường, cần tránh các vật làm giảm tầm nhìn, ngăn cản sự lưu thông khí vào đại môn hay còn gọi là cửa chính. Trường hợp thứ hai là hố ga trước cửa nhà. Thì như mọi người đã biết, hố ga là bộ phận sử dụng trong hệ thống thoát nước thải của những công trình xây dựng. Tác dụng chủ yếu của hố ga là luân chuyển nước, tránh ngập úng, đồng thời lắng đọng những loại rác thải, giúp dòng nước chảy qua hố ga trong hơn. Do đó thì hố ga là khu vực không sạch sẽ lắm, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ. Trường hợp tiếp theo là có cột điện trước cửa nhà. Thì theo phong thủy, nếu mà trước cửa nhà xuất hiện vật cản lớn như cột điện thì ngôi nhà đã phạm phải thế họa sát này, phải tiếp nhận một nguồn năng lượng tiến vào một cách đột ngột, có tác động tiêu cực đến sức khỏe cũng như là tài vận của các thành viên trong gia đình. Trường hợp tiếp theo là nhà gần bệnh viện này, chùa hay là nghĩa trang. Khu vực quanh bệnh viện thì thường có âm khí rất là mạnh. Nếu vị trí nhà ở gần bệnh viện thì các thành viên trong gia đình đang tiếp cận với những khí âm do người bệnh cũng như là người sắp chết tích tụ. Đối với những ngôi nhà là gần những nơi trang nghiêm như là chùa chiền này, nhà thờ đều không tốt. Nguyên nhân là vì đây là những nơi có nhiều tín đồ thường xuyên qua lại, hương khói nghi ngút. Khí dương quá mạnh nhưng bốn phía xung quanh lại quá nhiều cô hồn, khiến cho vận mệnh các thành viên trong nhà đi xuống, khó có được quý nhân phù trợ. Còn trong trường hợp ngôi nhà nằm đối diện các nơi như là nghĩa trang này, nhà tang lễ thì đã phạm phải một loại sát khí, đó là âm tà sát, dễ thu các loại khí âm, khiến gia chủ có thể phát sinh bệnh này, gặp những chuyện bất trắc. Trên đây là những thông tin chia sẻ về thế sát trong phong thủy nhà ở dẫn đến hao tài tổn lộc. Nếu mà muốn hóa giải thì gia chủ hãy sử dụng gương bắt quái gỗ đào hổ phù hoặc là bạch ngọc thạch cảm đương để cải thiện không gian sống trong ngôi nhà của mình. Để thỉnh vật phẩm thì quý khách vui lòng để lại bình luận hoặc gọi ngay tới số hotline 1900 2292 để được hộ đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên tư vấn nhé. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.